Chào các bạn, tiếp theo là một cái vòng đấu tranh 3-4 của giải cá nhân Trung Quốc năm 2006. Với cái thế trận là Trung Pháo Tuần Hà Xe đối Bình Phong Mã, thì Vương Bân và Lữ Khâm đã thể hiện một cái phong độ khá tốt, những cái màn tranh đoạt, rượt đuổi rất là quyết liệt và dẫn về một kết cục thực sự là gây ra rất là nhiều cảm xúc cho người xem. Lúc này, diễn biến cụ thể sẽ như sau. Trong đó thì Vương được cầm tiên và Lữ phải thủ hậu. Vương ra quân, Trung Pháo, thế Lữ, phi chính mã. Và Vương nhảy mã, thì Lữ lúc này mới dùng chốt tấm 1. Và Vương bình xe, lúc này Lữ xe chỉnh bình 8, thì Vương lại tấn xe để thuần hà. So với cái việc là bên đỏ dùng Trung Pháo nhưng mà quả hà xe, thì cái biến mà tuần hà xe này dẫn về một hình cờ cũng tương đối ổn thỏa. Nhưng mà điều đáng nói là trong trận chiến này thì kết quả lại hoàn toàn không như vậy. Đôi bên đã thi nhau bỏ quân để tạo ra những món công soát vô cùng đã mắt. Tiếp theo thì Lữ phi chính mã, thì Vương lại dùng chốt tấn lên để mời đổi ngay. Chốt tràn qua thì cần bình xe để chém lấy. Rồi sau đó lại dùng pháo thoái một, phối hợp với pháo và mã lúc này quyết tâm là dùng pháo 2 bình 3 kê chân để đe dọa tượng và xa trên lỗ bay. Cho nên để khống chế thì ngay lập tức Vương Bân bình pháo. Nếu như pháo bình qua thì xe chỉ cần chạy một bước. Rõ ràng là kích đổi pháo thì chẳng mang được cái lợi lộc gì cho họ Lữ cả. Mà ngược lại lúc này là một cái đòn tiếp cho bên giặc ra quân thêm một nhịp nữa, làm mã 8 tấn 7 để nhảy lên liên công. Cho nên tới đây thì Lữ Khâm lại tấn xe lên hai nước để mà giữ lấy mã. Rõ ràng sau khi nước đi này chắc chắn là tạo điều kiện cho bên đỏ có một cái thế bắt đôi, chính là xe 7 bình 8 vừa chốc pháo vừa đánh cả tượng. Và Lữ Khâm không hề một chút nao núng, cũng nằm trong cái trận đồ được tính toán kỹ từ trước, cho nên pháo 2 bình 7. Ý đồ chiến thuật của Lữ Khâm trong hình cờ này là gì? Thứ nhất là đang còn phế tượng. Nếu như bên Vương Bân đánh giá không hết tình hình, lập tức dùng pháo chém tượng ngay, chuyện gì sẽ xảy ra? Thứ nhất là con mã lỗ 3 đã không quản quân bảo vệ, cho nên với cái việc là tứ tử đồng biên hoàn toàn có thể tạo ra một cái hình trận tấn công mã này. Và thứ hai nữa là sau khi sĩ 4 tấn 5 cũng tạo ra một cái bẫy chết người mà con pháo lỗ 7 này không bao giờ có thể thoát thân được nữa. Cho nên cũng nằm trong cái dụng ý hoàn toàn cơ bản thì Vương Bân lúc này mới nhẹ nhàng nâng hoành xe, là một cái nước đi thiết yếu thực sự quan trọng, tại vì nó đang còn phục nước xe chỉnh bình 4 để mà công kích vào ba quân đang còn rất là ứ động này. Còn nếu như thay vào đó dùng pháo tấn lên, chắc chắn là có lợi về mặt tâm lý cho họ Lữ nhiều hơn. Những điều này đã được họ Lữ nghiên cứu rất kỹ từ trước. Còn về phía Lữ Khâm thể hiện một cái thái độ thiện chiến rất là tích cực của mình, quyết tâm phế tượng một nhịp nữa để cho chốt 7 tấn 1 vừa phục là kiềm chế mã cũng như là tạo thành cái thế liên công. Thì ngay lập tức lúc này Vương Bân mới quyết định là dùng pháo chém tượng, tại vì sĩ tấn lên thì còn có cơ hội là điều động quân xe từ lộ 9 sang lộ 4 và tấn lên chốc pháo, chắc chắn là con pháo lộ 7 này còn có một cơ hội thoái một nhịp sẽ qua được cơn hiểm nguy. Và hoàn toàn nhận ra cái âm mưu này, cho nên Lữ Khâm ngay lập tức mã 7 tấn 8. Để mà Vương Bân tấn xe lên chóc thì chỉ cần một bước, pháo 7 tấn lên diệt chốt vừa đang đe dọa tượng, buộc tượng phải tấn lên biên. Rồi lúc này mới nhẹ nhàng bình xe để kích đổi, ngăn chặn cái đòn quấy rối đang còn phục sẵn của Vương Bân, chính là pháo 7 thoái 1. Ý đồ của họ Lữ lúc này là mượn vào cái việc đổi xe, pháo 8 bình 2 để mà nhường đường cho con xe lộ 8 này có thể liên công phục những cái nước tiếp theo. Và lúc này thì Vương Bân đã không chấp nhận đổi xe ngay mà lập tức dùng xe thoái lui. Đây là một cái bước cũng giảm đi một nhịp nhằm có thể nhanh hơn trong cái việc là điều động quân xe từ cánh phải sang cánh trái để mà công kích. Tiếp theo thì Lữ Khâm dùng pháo nổ lấy chốt biên trước. Lúc này Vương Bân đổi xe ngay. Sau khi pháo bình qua thì lại bình xe để mà chốc pháo. Và pháo lúc này chốc tử mã, xe chỉ cần thoái lui. Và Lữ Khâm lợi dụng thời cơ mã 8 tấn 7. Có thể nói rằng trải qua một cái cuộc điều chỉnh rất là phức tạp thì tới đây chắc chắn là về phía hình trận của bên đen có phần thoải mái hơn, tại vì quân xe lộ 8 cũng đã được thông thoáng, ngoài ra có quân lực cũng vào một cái vị trí tương đối tốt. Còn ngược lại về phía bên đỏ thì quân xe gần như sau một hồi đánh đông dẹp tây cũng phải quay về chốn cũ, là buộc phải ra quân lại từ đầu. Còn thêm vào đó một cái đau khổ nữa chính là con pháo lộ 7 một mình thuyền trên, chắc chắn là xe pháo lên công tác dụng sẽ ít đi một chút. Cái việc mà làm thế nào để mà giải phóng đưa thêm một quân nữa vào trận đã trở thành bài toán nan giải của Vương Bân. Và tiếp theo thì Vương Bân bình phá ra biên, tại vì nhận thấy rằng cái việc mà giải phóng mã để mà đưa lên tuyến trên sẽ rất là vất vả và khó khăn hơn nhiều trong cái việc là di động pháo. Cho nên anh là một bước bình pháo ra để mà kiềm chân quân mã lỗ 7, nếu như nó có bén mảng lơi là đi chỗ khác, ngay lập tức chốt 1 sẽ phải ra đi và tạo ra một hình trận sát vô cùng phức tạp
với Song Phạm và đơn xe đen khó lòng mà ứng phó nổi. Nhưng mà Lữ Khâm tới đây đã tung ra một cái đòn rất ảo diệu, chính là xe 8 tuần 8 cản lấy mất tượng. Thứ nhất là vừa đăng phục, xe 8 bình 4 điều động từ cánh trái sang cánh phải để mà tham gia hỗ trợ, cũng như lúc này tạo ra một cái mối nguy ở hậu phương cho Vương Bân, khiến cho Vương Bân ăn không ngon ngủ không yên. Cho dù là Tiền Tiền và Thế Công đi thế nào đi nữa thì vẫn phải đối phó chật vật ở với cái nước là mã đang còn hăm tượng như thế này. Tiếp theo thì họ Vương vẫn tấn xe để mà đánh mã, thì Lữ ngay lập tức bổ sung tượng và Vương lại chấp nhận thoái pháo. Đây thực sự là một cái đòn đi có vẻ như là tham cái tính cầu thắng quá lớn, mà không nghĩ đến cái việc là dùng xe chém mã rồi sau đó ổn định đội hình thế trận, hoàn toàn có thể chém lấy một tượng đối phương, vẫn tạo ra một hình trận đối công rất là phức tạp. Tại vì mong muốn của Vương Bân lúc này là hiển lộ rõ trên gương mặt. Thứ nhất là sau khi xe tấn lên để chèn chân mã, còn phục nước là pháo đánh thẳng vào chốt biên, tạo ra cái sát cuộc như tôi đã đề cập từ trước. Và Lữ Khâm đối phó bằng cách nào? Lập tức nhảy mã lên hà, xem như chưa có chuyện gì xảy ra. Tiếp theo thì họ Vương dùng pháo chém lấy chốt biên, thì ông chỉ cần một bước bình xe để tạo thành thế đánh đôi, thì pháo bình ra cũng là điều dễ hiểu, tại vì họ Vương đang còn phục ra một đòn tuyệt sát ai cũng phải thấy, chính là pháo 9 tấn 3. Và để đối phó với hình cơ này thì Lữ Khâm có một cái chiêu pháp mà chúng ta sẽ được mãn nhãn, tức là đầu tiên dùng mã chém vào tượng, thứ nhất là đang đe dọa sát, thì họ Vương lại tấn sĩ lên. Không ngờ rằng tới đây thì họ Lữ lại bình pháo để đe dọa tượng sát, tượng tấn lên, rồi sau đó mới tiếp tục phi mã chiếu, bục tướng phải xuất đầu lộ diện, rồi lúc này chỉ cần đơn giản mã thoái lui đạp nốt quân tượng còn lại. Trong cái loạt đao thức vừa rồi thì Lữ Khâm tỏ rõ bản lĩnh của một vị anh hùng đã dày dặn chinh chiến gió sương bao nhiêu năm trên giang hồ. Tại vì chỉ cần mã tung hai bước nhưng mà đoạt gọn lấy đối tượng của đối phương, lúc này trong thủ còn tàng công, trong công còn tiềm thủ. Tại vì sau khi pháo bình qua đe dọa tượng, nhưng mà thực ra đang nhường đường cho quân xe lỗ ba này lúc nào cũng có thể bình một, để mà chống lại cái âm mưu tạo sát vô cùng đơn giản của Vương Bân, chính là điệp pháo. Và tới như hình cơ này, chắc chắn là Vương Bân sẽ phải tiếp tục duy trì ý chí của mình bằng việc là xác lập một cái vị thế tấn công với hình trận là song pháo và đơn xe. Tiếp theo thì ông lập tức bình pháo ra biên. Tại vì nếu như dùng pháo 9 tấn 3, rõ ràng là chẳng được làm nên một cái trò chống gì cả. Xe chỉ cần bình sang lộ 1 lại phải vất vả chạy trốn một lần nữa. Và tiếp theo, tới đây thì Lữ Khâm thoái mã, đây là một cái đòn rất tinh tế và diệu kỳ. Chúng ta chỉ có thể biết được ẩn ý của nó toàn bộ sau một vài nước nữa thôi. Tiếp theo thì Vương dùng pháo tấn lên, vừa đang đe dọa là chiếu rút thì tướng chỉ cần xuất đầu lộ diện, và sau đó tấn xe chiếu thì tướng thượng lên, rồi lại thoái giả một nhịp buộc tướng phải quay về chốn cũ, và sau đó thì tả hữu giáp công, pháo 9 bình 1, song pháo ở hai bên cánh tạo ra một cái tiền đồ tấn công. Nhưng liệu điều này có được thỏa đáng hay là không? Và Lữ Khâm chỉ cần một bước xe 3 bình 1, thứ nhất là đang xông pháo, thứ hai nữa là đang đe dọa tấn pháo lên, tạo ra một hình trận vô cùng nguy hiểm. Tại vì nếu như để cho pháo tấn lên chiều tường thì chắc chắn là biến đỏ, chỉ còn cách là buông quân. Tướng lúc này buộc phải thường 1, rồi sau đó mã 4 tấn 5 đạp thẳng vào trung chốt. Cho nên với cái chiêu thức sát này, bắt buộc biến đỏ đầu tiên là để giải quyết cái việc mất pháo, phải tấn lên chiều trước, buộc tướng phải thượng, rồi tiếp tục quăng pháo chiều thì sĩ chỉ cần dương lên hết cỡ. Rồi lúc này kiểu gì cũng phải đối phó với kỳ biến sát ở đây. Sĩ 5 tấn 6, theo Lữ tấn pháo để chiều trước, buộc sĩ phải lên, rồi lệnh cắm xe. Và đánh tới những hình cơ này thì chắc chắn là ngôi vị điện quân và quý quân đã hoàn toàn được xác lập. Tại vì Vương Bân chẳng có một cách nào để mà hóa giải cái đòn công sát cho hình cơ này cả. Bên đen tiếp theo chỉ cần phục bước là dùng pháo thoái 1 hoặc là thoái 2 để đánh chết mã, và sau đó dùng xe đoạt thẳng vào sĩ cũng sẽ tạo sát ngay. Tôi xin được phân tích như sau. Ví dụ, tiếp theo cho dù bên đỏ còn đi bằng cách nào đi nữa, là dùng pháo bình qua để đe dọa là thoái lui tạo sát chẳng hạn, thì bên đen chỉ cần thoái pháo, buộc sĩ phải thoái lui, rồi lúc này dùng xe nện thẳng vào sĩ, tướng tấn lên thì tiếp tục quăng mã chiều. Rõ ràng là mã không thể ăn lên cho nên lập tức phải bình tướng. Và lúc này kết thúc rất đơn giản và nhẹ nhàng, mã 5 tuần 4. Đó cũng chính là lý do mà Vương Bân chịu thua từ cái hình cờ trước, không còn gì phải bàn cãi. Thực ra đây là một cái ván đấu thứ hai, tại vì để mà tranh giải 3-4 thì đôi bên sau khi trải qua một cái ván cờ chậm đã kết quả hòa rất là đẹp mắt, và đôi bên đã tiếp tục cái ván cờ nhanh này. Mặc dù là chỉ có 10 phút vòn vẹn dành cho mỗi bên, nhưng mà hai cao thủ đã thi triển những cái chiêu thức vô cùng tuyệt vời. Không thể nào luận anh hùng qua một vài ván cờ được, tiểu Lữ phi đao hay là tài tử kim lăng đều rất là xuất sắc trong cái giải đấu này.
Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi và Cửa Tướng Đam Mê sẽ tiếp tục trở lại trong những ván thực chiến về sau. Nếu như cảm thấy thú vị thì các bạn nhớ like, đăng ký cũng như là chia sẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.